với cái màu bột số 12 và số 50 nha. Đây là số 12 ha. Đây là cái số 12 rất là dễ thương nè. Đó, Christine sẽ zoom cho nó hơi gần một chút xíu ha. Đây còn đây là cái số màu số 50. Đây là cái màu số 50, hai cái màu này mình sẽ kết hợp với nhau và một chút xíu kim tuyến ha. Đó, bạn nào đã từng mua một bộ collection của Chanel là mình có thể sử dụng cái hộp hũ này nè. Đó, nó sẽ ra rất là đẹp. Mọi người có thể online, mình có thể trên Chanel ha, chanel.com. chào mọi người, chào Phong Thê. Ok, Christine đeo bao tay đấy nha. Đây là cái màu ha, cái kim tuyến nè Christine sử dụng, và cái số 12 và số 50. Khi mà mình ra cái design nó sẽ kết hợp như vậy ha. Christine sẽ để cho nó làm mềm mát, sau đó là mình sẽ họa tiết vào. Ok, bây giờ là mình sẽ đi cái màu bột chút nha. Màu đẹp lắm, đẹp lắm luôn. Oh my god. Hi Lily. So we put down a little bit from here. Yes. Đây là cái bộ design của mình đã xong ha. Mình đã xong một bên rồi, bây giờ mình sẽ đi cái màu kế tiếp, cái bên kế tiếp ha. Hi Salon. Hello, hi Angela. Hi Nguyên Như. Ok, bây giờ mình sẽ đi cái phần bột cho cái bên này ha. Sau đó là mình sẽ design một chút xíu họa tiết vào cho cái nail của mình. Những cái sản phẩm mà Christine sử dụng ha là cầm màu của Chanel ha. Nó yếu không? Wi-Fi yếu không? Yếu hả? Nó bị giật hả? So be good. Bị giật không? Giật tí xíu hả? Ok. Thì em tắt wifi đi để cho chị mạnh chút xíu. Dễ gì? Trời ơi, chị đang làm live mà. Cả nhà thông cảm chút xíu nha. Anh Alex Nguyễn có thắc mắc gì á, nhắn cho Christine nha. Hiện tại là cái bột màu á, nếu mà các bạn muốn order thì Christine cũng nói trước là sẽ phải 2 tuần mới có hàng nha. Còn bây giờ là những bạn nào mà có cái màu của Chanel á, thì mình có thể kết hợp hai cái màu này lại, màu số 50 và màu số 12 nha. Hai màu này khi mà mình kết hợp chung á, thì nó rất là đẹp. Mình sẽ làm ombre nha. Hi Trang Huỳnh. Hi Melissa. Hi Jayden Võ. Mình sẽ đi cái màu số 50 nha. Hai cái màu này á kết hợp rất là đẹp. Anh chị nào mà có màu 50, màu của Chanel trong cái 50 màu á, nếu mà mình phối màu không được đó, là khi mà Christine làm live như vậy này, mình có thể là kết hợp hai cái màu này lại với nhau là nó ra rất là đẹp ha. Không thấy hả? Ok, để chút xíu nha, Christine chuyển sang cái chế độ phone ha. Ok, mình sẽ xoay cái camera lại chút xíu cho nó hơi xa chút xíu ha. Thấy chưa Linh Ly, bây giờ thấy chưa? Để Christine chút xíu. Ok, bây giờ là không có xài wifi ha. Hy vọng là sẽ thấy. Bây giờ thấy chưa Linh Ly? Mình sẽ kết hợp hai cái màu này ha. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ và đi cái ombre xuống.
Cả nhà thấy chưa? Nó thấy rồi ha. Đó, mình sẽ kết hợp hai màu với nhau. Nó ra cái âm rồi ha. Yeah. Và cái ngón này là tôi xin sẽ cho nó clear nha. Đó. Mình sẽ cho nó là cái ngón này là một chút xíu clear. Hi Louis, hi Joy, hi Luz. Mình sẽ cho nó một chút xíu clear thôi. Mình đi thật là mỏng ha. Sau đó là mình sẽ cho glitter vào. Thấy không? Thấy ha. Đó, mình sẽ cho chút xíu glitter. Mình sẽ làm giống bên kia ha. Hôm nay thì mình sẽ không có đi 3D nữa. Đó, mình sẽ chuyển sang cái vẽ ha. Vẽ này á, khi mà mình vẽ nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ cách nó rất là dễ. Ôi trời, nhiều quá. Say hi cả nhà nha. Nhiều khi cái hôm qua khi mà Christine làm live á, là có một số bạn là say hi Christine mà Christine không thấy. Cái phone không biết sao là nó không thấy được cái comment của mọi người. Trên này có comment đúng không? Dạ không, ok. Đó, bây giờ là mình sẽ cho một chút xíu clear đây ha. Và mình chấm những cái clear vào. Những cái tim tiếng lớn á, mình không có cần là phải pha bột nha. Mình chỉ cần cho nó ướt và có một cái bột cũng dưới của mình nó hơi ướt thôi. Sau đó là mình sẽ để cho những cái glitter này vào. Đó, thế là mình xong cái ngón này ha. Nó sẽ ra như vậy. Sau đó mình sẽ cover bằng bột clear nha. Hi anh Kevin, thank you. Hi Xíu Nguyễn, hi Nam Nguyễn. Bây giờ là mình sẽ cover bằng bột clear. Bây giờ trời rất là lạnh ha, mình sẽ đi từ từ thôi. Cho bột nó chảy xuống. Mình vuốt hai bên thôi ha. Chính giữa mình không có cần vuốt. Để khi mà cái bột nó khô chút xíu á, sau đó mình sẽ vuốt từ trên xuống dưới. Bây giờ nó khô ha. Mình sẽ vuốt từ trên xuống dưới và hoàn tất cái ngón của mình. Mình sẽ cố gắng giữ cho shape nó nha. Hôm nay là Christine live sớm chút xíu nha. Hai Minh Châu, hai chị Trang Lê. Đó, mình xong ha. Mình sẽ qua ngón kế tiếp. Ôi trời.
tên anh là Hai Linh Anh Khôi 280. Đó, những cái màu này á là Christine là pha sẵn rồi, tức là Christine kết hợp sẵn rồi nha. Nên là khi anh chị nào mà có cái màu này á, mình chỉ cần kết hợp với nhau lại. Màu đẹp quá ha. Cái 50 màu này á, màu nào mình cũng có thể làm ombre mobile nha. Mình cũng có thể làm một màu thôi, nó cũng rất là đẹp. Mình sẽ kết hợp với cái màu số 12 nè. Màu số 12 màu xanh nha. Đó, mình đi nhẹ nhẹ thôi ha. Màu số 12 là màu blue thấp hơi á, nhưng mà nó hơi có được chút xíu kim tuyến. Đó, mình sẽ đi ombre 2 cục ha. Mình đợi nó khô chút xíu. Sau đó mình sẽ tiếp tục đi cái lớp thứ hai vào. Thời tiết lạnh quá nó hơi bị chảy ha, cái phần bột của mình hơi bị chảy ha. Mình từ từ thôi, mình khoan hút vội nhé. Chùi hai bên ha, giờ cái đi cồn mình không có được chảy chảy bột. Hai Nana, khi mà em đắp bột 2 tuần á thì bình thường á mình warranty cho người khách 2 tuần thôi nha Nana. Còn nếu mà em muốn được, em phải cái bước đầu tiên của em á thì em phải clean cho nó cuticle thật là sạch. Khi mà mình đắp bột á, cái bột của mình nó không có khô quá, mà nó không có được khô quá nha. Vì nếu mà khô quá, khi mà mình đẩy bột như vậy là nếu mà bột mình khô quá, mình đẩy gần tới cái chỗ cuticle á, là bột khô quá nó cũng là cái nguyên nhân dẫn tới cái clip. Hoặc là mình vuỗ cái mặt móng á không có sạch ha. Cái thứ ba nữa là khi mà mình hoàn chỉnh xong cái phần bột á, mình vuỗ cuticle nó không được sạch, nên là cái người khách nó vẫn rất là dễ bị clip. Còn cái thứ tư á là hả, cái người khách đó nó rửa tay quá nhiều đi, nên thành ra đó cũng là một cái nguyên nhân để mà dẫn tới cái khách hàng nó hay bị clip. Tùng Thanh Hồ, hello ai, hai anh, hai Thị Tô, hai Mai. Hello chị Phương Thúy Nguyễn. Chạy quá.
Style, hai Annie, hai Hà Huỳnh, hai chị Trâm Nguyễn, hai Andy, hai Rose. Hai Nana. Em thử lại một lần nữa đi ha. Hai Phương ST. Hai Jenny. À, Christine cũng mới bắt đầu thôi ha. Đó, bây giờ là mình sẽ kết hợp cái màu số 12 và 50. Cái bột mà chị đang xài nó rất là mịn nha. Chị xin đang xài thì nó rất là mịn và rất là dễ đắp. Nó không có bị dính cọ ha. Nó rất là mịn. Vì nếu mà cái bột mà nó không có được mịn á thì mình pha thêm cái bột clear nha. Là cái màu bột của mình nó sẽ mịn hơn. Và cũng tùy theo cái bột clear nữa, nhiều cái bột clear nó không có đủ độ dẻo á nên làm cho cái bột của mình nó cũng không có dẻo ha. Còn cái này thì nó rất là dẻo nên nó rất là dễ đắp. Hai Kevin Dương. Đó, bây giờ mình sẽ đi ha, đi cái đây cái âm rè. Khi mà mình đậy dừng sát cái đi của mình á, cái bột của mình á vẫn phải còn ướt nha. Còn nếu mà nó khô quá, đó cũng là cái nguyên nhân á làm cho cái móng của mình nó hay bị líp. Đó, và mình sẽ clean thật sạch cái đi cổ ha. Và hai bên hông để cho nó không có dính da của mình. Vì nếu mà mình muốn cái nail của mình last long á, là cái phần bột với cái thiếu deco của mình á, lát nữa mình giũa nó phải tắt rời nha, nó không có dính nha. Vì nếu mà nó dính á là cái thiếu deco của mình nó cũng rất là dễ líp. Mình chạy quá. Đó, mình sẽ cover những cái phần còn lại ha, cái bột ha. Rồi mình đi cái xếp. Mình sẽ dụa cái phần shape, mình sẽ coi nó khô cho nha. Hai ngón này là nó đã khô rồi. Mình sẽ lấy cho những cái ngón shape này nó đều nhau. Và nó không có bị mất shape độ nhọn nha. Anh Kevin chọc cái chân hoài nha. Chọc hoài nha. Giận á. Mình sẽ cho nó mỏng xuống ha. Thì chân này nó hơi dày chút xíu. Lát nữa là Christine sẽ giữ cho những cái ngón của mình á, nail của mình á, mình sẽ đi mỏng mét ha. Thank you.
hai chị Quang Nguyễn, hai Úc, chị Úc Hương, hai chị Dung Trần. Thank you anh Khê Bình Dương nha, anh Trần Huy. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần dưới chút. Đó, mình dụ những cái phần bột mà nó dư ở dưới đó. Nó chạy vào dưới ha. Mình dụ cho nó đi để cái móng của mình nó được clean và sạch. Mình sẽ dụ đi những cái phần dư ha. Món này chưa khô nữa. Chưa khô. Hi Andy. Thank you Andy. Hello anh Trần Huy, chào cả nhà nha. Nó chưa được khô nữa. Thank you Andy. Hi Ren Rõ. Xếp lại cho nó đều ha. Đây là mực. Đó, hình như internet của mình nó bị cái gì hay sao? Bị không? Có bị không? Nó bị đứng không? Hi Leslie, hi Toàn Nguyễn, khỏe không em? Cái này chưa có khô ha. Mình sẽ dụ bốn ngón kia trước. Vì thời tiết lạnh đó, nên cái bột của mình nó lâu khô lắm. Mình phải để từ. Mình sẽ cho cái phần bột của mình nó sạch rồi cái silicon nha. Như vậy á, thì nó sẽ không có bị lít nhiều. Nên á, mình phải dụ cho nó thật sạch. Nên tại sao á, là khi mà làm nó thực sự là chú ý cái phần silicon ha. Mình phải làm cho nó tròn mà nó không có leo lên cái da tay khách á. Và đến khi mà mình dụ nó rất là dễ. Hi Jay, hi Austin, hi Bình Tây. Mình chưa khô ha. Món này cũng chưa khô. Mua nó không khô. Hi Tony Trần, hi Elena.
Thank you so much. Thank you, Elena. Nón này vẫn chưa khô lắm cái tiếp của mình ha. Mình sẽ từ từ dụ thôi. Không biết tại sao nó chưa khô nữa. Chắc do trời mưa. Mưa thiệt hả? Ngoài mưa thiệt hả? Đó, Cali mưa nha. Đó, mình sẽ lấy cái shape đều lại ha. Sau đó mình sẽ design. Bây giờ cái design của mình xong rồi. Cái nail của mình xong rồi ha. Bây giờ mình chỉ cần cái design thôi. Thank you, Tony. Hi, Austin. Hi, Cecilia. Hi, anh David. Hi, Sharon. Đó, bây giờ mình sẽ phủ sạc ha. Và mình sẽ design. Hôm nay Christine sẽ sử dụng cái màu treo này nha. Làm cho nó bóng lên chút xíu mọi người thấy. Chứ không cái chữ nó mất rồi. Đây ha là cái màu hiệu này nè. À, mọi người thấy rõ không? Đây ha. Christine sử dụng cái màu trắng này để mà làm cái design ha. Hiệu này. Cái màu trắng này nó đủ trắng nên là khi mà mình vẽ lên mình chỉ cần đi một lần thôi là ok rồi. Mình sẽ design giống như bên này. Đây là cái design ha. Hi Brenda. Đó, màu trắng này sắp hết rồi. Phải sắm cho khác. Cái màu trắng này nó rất là dễ làm ha. Hi Brenda. Nó chỉ cần mình chỉ cần đi một nước thôi là ok. Mà mình design sau đó là mình sẽ cho nó một chút xíu diamond nha. Đó, mình chỉ cần design một chút xíu thôi, không cần nhiều. Đó, chị không thấy luôn á. Tại vì ở đây nó không có work. Đó, trên đó. Ok, thank you. Em coi giùm chị nha. Ok. Thank you. Tại vì cái chị không thấy. Giờ chị thấy mọi người thôi. Hai chú xì cho mượn điện thoại chú xì. Bây giờ mình sẽ vẽ ha. Cho chị mượn cái điện thoại đi. Tại cái internet của chị rất là yếu. Mình sẽ dọc dẻ giống bên kia ha. Mình sẽ cho nó highlight vào đây. Hôm nay thì mình chỉ là dẻ thôi chứ mình không có làm cái 3D. Gì? Mình vẽ như vậy. Khi mà mình vẽ thì đều rồi ha. Nhưng mà khi mà mình nhìn đây thì nó không có được đều lắm. Vì cái ngón tay của người khách nó hơi bị méo một chút xíu ha. Không ra. Đây là mình sẽ đi cái họa tiết.
bị che không? Em mình có bị che tay không? Mọi người có thấy rõ cái màn hình không? Mình sẽ đi nhẹ nhàng vậy ha. Sau đó mình sẽ đi chính vụ nè. Đây mình sẽ đi một cái dấu hỏi tròn ha. Hay là cho thêm cái cánh cũng được. Mình sẽ cho thêm cái cánh thật là nhỏ ha. Trước khi mình qua những cái bước kế tiếp á, là mình sẽ cho nó vào máy nha. Inside? Dạ, inside. Thank you, bây giờ mọi người thấy rõ rồi ha. But in the show, it was skinny. Cho những cái cánh bông nhỏ nhỏ vào đây ha. Cái đó tùy theo cái cảm hứng của mình. Ôi trời, cái này nó chưa khô nữa, nó bị chảy rồi. Từ đây ha, từ đây sẽ nối ra đây. Cái này là do cách mà mình thiết kế cái vẽ họa tiết thôi. Mình sẽ đi cho nó không có dày quá ha. Có điểm nhấn là cái design của mình nó sẽ ra. Mình sẽ tạo những cái đường linh nhỏ trong cái bông nè. Giờ khi mà mình cho những cái linh nhỏ vậy á, những cái line nhỏ là cái design của mình nó khác. Mình sẽ cho vào máy ha. Thank you Bình Phạm. Hi Julie, hi Cecilia. Hi Mary, hi anh Thịnh Nguyễn, hi Trần Vân Thịnh. Ok, yeah, let's go. Và những nhóm kế tiếp thì mình sẽ design cho nó đơn giản thôi. Đó, tông sẽ tông luôn ha. Mình sẽ tông sạch tông luôn á. Vì hôm nay là Christine sẽ cho nó đi theo, nó sẽ design 8 ngón luôn. Nhưng mà những cái ngón còn lại là Christine sẽ không có thiết kế cho nó nhiều quá. Đó, những cái ngón này là mình sẽ design cho nó hơi giống mà nó đơn giản. Mình sẽ đi 3 cánh bông ha. Mình sẽ đi từ từ thôi. Can you introduce it? No, Ted. Thank you.
thì là Christine chia sẻ những cái design như vậy, là hy vọng mọi người chia sẻ giùm nha. Thì mình học được cái nào thì mình học ha. Đây ha, cái design mình đi từ từ thôi. Sau đó thì mình sẽ ép vô những cái cánh bông thật là nhỏ nè. Không, design nó rất là đơn giản mà nó dạng cũng rất là nhanh ha. Đây là những cái design đơn giản thôi. Sau đó mình sẽ cho vào đây. Đó, mình sẽ cho vào máy. Inside, yes. Mình sẽ cho vào máy vì tránh cái trường hợp là cái người khách đó là nó dễ bị làm chày ha. Hello, anh Trần Hưng Thịnh. Hi, Anali? Yes, hello, hi. Và những cái ngón út thì mình cũng làm design tương tự ha. Sau đó là lát nữa là Christine sẽ design một hai ngón chính bằng cái nhiều một diamond. Còn những cái ngón phụ như vậy là Christine sẽ cho một viên diamond thôi nha. Thank you you watching Annalie. Thank you. Ngón nhỏ thì mình sẽ cho bông nó nhỏ thôi, phù hợp với cái ngón tay của người khách. Tốt nhất là mình khuyên cái người khách của mình nó đừng có đụng nha. Đụng là mình đi những cái line vậy nó rất là dễ bị hư. Nó sẽ ra lớn hoặc là nhỏ ha. Nên tốt nhất là cái người khách của mình sẽ không có đụng. Ok, inside. Khi mà hoàn chỉnh xong một ngón là mình sẽ cho cái người khách của mình để vào cái máy ha. Hai Kim Mi Nguyễn. Ok, cái ngón cái của mình. Khi mà mình design cái ngón cái của mình á, mình sẽ làm giống như cái mình sẽ cho hai ngón chính ha. Tùy theo cách mình sắp xếp ha, mình có thể sắp xếp theo cái cánh bông của mình nó nằm ở đâu. Ừ, đúng rồi, cái này đơn giản ha, cái này là design thực tế thôi. Nhưng mà đa số là những cái design mà Christine hướng dẫn là những cái design đơn giản thôi mà, đúng không? Nó đơn giản lắm, chỉ có chấm hộp và một chút xíu 3D thôi. Tại vì nếu mà nó lâu quá, Christine cũng đâu có thời gian làm đâu, đúng không? Làm lâu quá là cũng không có được. Lai lâu quá cũng mệt lắm, đúng không?
Cái này rất là đơn giản ha. Ok, inside. Mình sẽ cho người khách vào một chút xíu. Hi Tina. À, nên cái bộ design này nếu mà mình làm cái người khách đó là khoảng trong vòng là 1 tiếng rưỡi nha. 1 tiếng 30 phút là mình sẽ xong cái người khách này. Vì tùy theo cái design. Khi mà mình làm trên cái người khách của mình á, mình có thể thay đổi một chút xíu ha. Mình cũng không có cần exactly là như vậy. Quan trọng là mình thấy đẹp thì mình có thể dừng. Ok, inside. Không thấy hả? Oh, trời ơi. Ok, thấy chưa? Thấy chưa cả nhà? À, cái tay này như vậy có thấy chưa? Đây ha. Thấy không? Ở trên em không thấy. Vậy hả? À, để xem ha. Ok. Ờ, đưa qua đây chút xíu. Đưa qua chút xíu là cả nhà thấy ha. Đó, bây giờ là mình sẽ đi như vậy nè. Đó, mình sẽ kết nối lại những cái này với nhau. Này là tùy theo á, mình thiết kế như thế nào ha. Mình sẽ thiết kế làm sao cho cái bông của mình nó nổi bật hơn. Ok. Hi Kyle, hi chị Trang Phạm. Hi Jessica. Cổ vẽ của em hả? Cổ vẽ của em. Cổ vẽ của em đây chị. Hai chị Trang Phạm, cổ vẽ của em mà em xài lâu rồi nó cũng hư rồi. Hai Thu Lan Võ, hai khách hà. Thank you chị. Khi mà cái design của mình xong ha, mình sẽ đính đá nè. Mình sẽ qua phần đính đá ha. Qua phần đính đá là Christine sẽ đính đá cho nó sao nó đơn giản thôi, không có nhiều quá. Vì cái vẽ của mình nó nhiều quá rồi nên là Christine sẽ không có đính đá nhiều quá ha. Mình sẽ chủ yếu là tập trung hai ngón thôi. Mình sẽ tập trung hai ngón. Hai Vũ Phạm. Hai anh Lạng Tử Vô Hình ha. Mình sẽ đính đá như thế này ha. Mình sẽ cho mỗi ngón một chút xíu thôi. Và mình sẽ tập trung vào cái ngón này. Mình sẽ chấm từng viên ha. Hai Toàn Nguyễn. Hai
Hai Tài Huỳnh. Phải không Toàn Nguyễn? Mình sẽ chấm từ từ ha. Mình sẽ đi trong cái line của mình. Mình sẽ cho thêm 2 viên nữa. Brenda hôm sau không thấy cho xe hả? À, Christine cũng không biết nữa nha. Không biết làm sao nó không cho xe nữa. À, Toàn Nguyễn em hỏi gì ha? À, Christine đang chấm từng viên diamond nha. Không phải là sử dụng cái Michel mà Christine đang sử dụng cái glue nha. Cái glue này đây. Dính tay mình. Đây ha, sử dụng cái glue này nè. Đó, mọi người thấy không? Cái glue này ha. Cái glue mà mình hay dán tay mình á. Khi mà mình quyết định mình dán bằng glue á thì mình cẩn thận ha. Vì nếu mà mình dán méo là cái design của mình nó dễ hư lắm. Khi mà mình méo mình phải tháo ra mình dán lại. Vì nó khô rất là nhanh. Vì nó khô rất là nhanh ha. Hai em éo là đó, sau đó mình sẽ kết thúc bằng một con số nhỏ hơn ha. Mình sẽ kết thúc bằng cái diamond nhỏ hơn ở hai bên hông. Đấy, lúc này đây thì nó sẽ cover everything. Đó, và cái ngón này là Christine sẽ cho nó một viên thôi nha. Mình sẽ không có nhiều quá. Mình sẽ cho một viên ở ngay cuticle thôi. Và cái ngón này cũng vậy. Đó, thiết kế cho nó thật là đơn giản và nó nhanh ha. Nếu mà làm mà không làm line thì nó sẽ rất là nhanh. Còn làm line nữa thì nó sẽ hơi lâu một chút xíu. At least là phải thêm 45 phút nha. Hai Sandy Trần, hai chị anh Đào Phạm, hai bộ chân. À, bây giờ là cái design của Christine là chuẩn bị xong nha. Khi mà mình gắn cái những cái diamond này lên là nó đã hầu như là nó đã xong rồi đó. Está bien porque descansa sábado y domingo. Và mình lại đi hai bên từ từ và kết thúc bằng cái viên diamond nhỏ nhất. Hasta corres con suerte, pinche huevona. Trời ơi, nó dính vô. Sorry. A ver, ¿qué estás haciendo? Yo estoy estancada aquí con la mano. Cái cây chấm hột xoàng á, Christine mua ở bên Nail Supply nha. Và trong cái chất nail cũng có cây chấm hột xoàng, nó tốt hơn cái này. Cái này nó hay, nếu mà mình mặn quá thì nó sẽ dính vào cái... Nếu mà mình mặn quá, mình đè mạnh quá thì là nó sẽ bị dính vào cái hột xoàng, làm cho nó mất cái độ bóng đi ha. Còn nếu mà mình dùng những cái cây kia nó sẽ không có bị... Nó hơi dính rồi. Dính bao tay. Yes. Nó không dính tay mình, nó dính bao tay. Đó, thì xin sẽ lấy nó ra. Yes. Đó, sạch sẽ ha. Thank you chị Cindy. No, pero lo que yo le estoy haciendo están carísimas.
Hi, Lena. Huh? Okay. This one we are missing. Diferente diseños en two more, okay? Y es de dos colores. Hai bên này mình sẽ cho hai viên nữa. Hai viên đây mình nhỏ hơn thôi nha. Đây, thế là mình hoàn chỉnh ha. Và mình sẽ cho cái ngón đầu cái ngón cái này. Está haciendo el mismo estilo en todas las manos, pero quiso cambiar ese estilo de trabajo. Bây giờ là mình xong ha. Sẽ sơn nét cho cái ngón này. Mình sẽ sử dụng cái chai mét này ha. Mình sẽ sơn cho cái ngón này. Còn những ngón kia Christine không cần sơn cũng được ha. Ok, em sáng hết. Bây giờ là mình sẽ để dầu. Cho chị mượn chai dầu. Chai dầu thần thánh của em. Huyền thoại luôn ha. Repair nail, Leslie. Leslie, repair. Repair, repair. Đó, mình sẽ cho cái dầu vào cái ngón tay, cái da của người khách ha. Sau đó mình sẽ hoàn chỉnh cái design. Đưa qua cho Iris sửa đi. Đó, bây giờ mình xong ha. Đó như vậy. Đó, tiếng mấy chị còn lớn hơn em làm like nữa nè. Thiệt. Bây giờ là mình xong ha. Mình đã xong cái bộ design. Bây giờ mình sẽ chụp hình cho mọi người thấy ha. Okay, just relax. Yes, like it's okay. Đó, bây giờ Christine sẽ mua cái camera của mình xuống nha. Và ok, like this, ok? Yes, just hold like this. Yes, don't move. No, just like that, yes. Ok, Christine sẽ mua cái camera của mình xuống ha. Đây là cái design mà Christine vừa xong ha. Ok, bye bye cả nhà. Ok, chúc cả nhà vui vẻ, buổi tối thì bà vui vẻ nha.